Một câu hỏi của anh Chuông Đỗ Văn Đoàn, tôi không biết nhưng mà đây, lợn bị ho khan, ho dài thì xử lý sao? Xin cảm ơn, xin mời bác sĩ Sợ. Cảm ơn câu hỏi rất là tuyệt vời của anh Trương Đoàn Văn ạ. Thực ra thì đối với lợn ho khan, ho dài là thì xử lý sao? Câu hỏi này em gặp rất là nhiều trong cái trong 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 quá trình mà mình làm việc, và em đã làm rất là nhiều những cái video ấy mà lợn ho, ho to, ho kéo dài, ho khan ấy, thì có rất là nhiều video ở trên kênh YouTube Nguyễn Sợi Bác sĩ Thú Y ấy, thì là mọi người đang theo dõi livestream thì hãy đăng ký cái kênh Nguyễn Sợi Bác sĩ Thú Y để theo dõi được nhiều những cái video hữu ích nhất nhé. Đấy, thì anh chị em cứ theo dõi cái kênh đấy, và để trả lời cho cái câu hỏi mà của anh Trương Đoàn Văn, hay lợn ho, ho khan, ho dài, thì đấy là cái hiện tượng của cái bệnh về viêm đường hô hấp rồi, và tuy nhiên là do cái mycoplasma. Và tuy nhiên thì nếu mà đối với cái con lợn ấy mà nó hiện tượng mà ho như vậy ấy, và nó sẽ có những cái trường hợp là nó sẽ có hiện tượng là sốt, nên là nó sẽ bỏ ăn hoặc ăn kém, thì cái phác đồ điều trị hiệu quả nhất là chúng ta dùng những cái dòng Ceftiofur, ví dụ như là Cefone ấy, Cefone mà cộng với dịch chiết-lagin đấy, thì là anh có thể tiêm liên tục cho em từ 3 ngày nhé, ít nhất là phải 3 ngày. Hai mũi nó sẽ dừng luôn ho, nhưng mà mình phải tiêm 2 ngày, và có thể kết hợp sáng mình tiêm mũi này, chiều mình tiêm thêm cái lanh spec thì nó hiệu quả rất là cao. Thì đấy là cái hiện tượng mà do cái con mycoplasma gây lên ở trên con lợn, gây về viêm đường hô hấp cho con lợn, có thể là nó sẽ làm cho lợn ho và nó sẽ giảm ăn hoặc ăn kém. Và nếu mà chúng ta không điều trị được triệt để và kịp thời thì là con lợn nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái khả năng tăng trọng nhé. Và đặc biệt đây, nếu mà trong đàn ấy, con nào mà bị ho mà không chữa được khỏi kịp thời ấy, thì là nó hay bị lại, và hai nữa là cái nó sẽ gây hậu quả kinh tế rất là nặng, là làm cho cái con đấy nó sẽ, con lợn đấy nó sẽ không có cái hiện tượng là nó sẽ không tăng trọng được, và nó sẽ rất là nhỏ so với đàn. Và đặc biệt hơn nữa là anh chị em lưu ý là nếu mà trong chuồng nhà mình ấy, mà nuôi nhiều ấy, thì anh chị em hãy dùng cái đặc trị hô hấp phức hợp ấy, thì em không có cái sản phẩm ở đây, nhưng mà thực sự cái đặc trị hô hấp phức hợp đây, thì anh chị có thể đúng đấy, cái sản phẩm đấy thực sự rất tuyệt vời. Cái thành phần của nó ấy, và cái tá dược đặc biệt ấy, thì cái sản phẩm này các anh chị em cứ cho ăn. Nếu mà mình nhiều lợn ấy thì chỉ tiêm những cái con bị thôi, còn toàn đàn chắc chắn là nó sẽ có nhiễm mầm bệnh của Myco rồi, nên là chúng ta ấy cứ cho tiêm những con bị và tất cả cho ăn toàn đàn, thì nó sẽ ngăn chặn được, cũng như nó sẽ tiêu diệt được hẳn, và sau này ấy, cái đàn lợn nhà chúng ta nó sẽ trong quá trình nuôi nó sẽ không bị lại cái do cái con vi khuẩn Myco gây ra nữa, nó sẽ an toàn. Đấy thì là cái phác đồ rất là tuyệt vời. Và lưu ý cho em rằng ấy, nếu mà đã nuôi lợn rồi mà cái chuồng trại nhà chúng ta bị ho ấy, thì lứa này nó ho và lứa sau nó vẫn bị ho, mà anh chị em đập chuồng đi xây lại nó vẫn bị ho, đấy là do cái nhiễm Myco. Vì vậy mà chúng ta phải lưu ý là chúng ta chỉ có bằng cách là, thứ nhất, chăn nuôi là phải dùng vua sát trùng, hai là dùng cái sản phẩm đặc trị hô hấp phức hợp này để trộn và cho ăn, đặc trị vừa phòng vừa trị toàn đàn đó, vua sát trùng để diệt khuẩn và trong cái môi trường đấy, để giúp cho nó ngăn chặn được cái mầm bệnh đấy. Đấy là cái vấn đề rất là cốt lõi. Và hai nữa là đặc biệt là dùng cái kháng sinh thì nó rất là nhiều dòng khác nhau, có thể là Cefpol hoặc là Genta, Tino 3X, vân vân, rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà anh em ấy mà cần mà kỹ hơn về các sản phẩm hay là gì đấy thì hãy liên hệ với bác sĩ Thú Y Nguyễn Sợi 0978 653 624, có thể kết bạn Zalo với bác sĩ Thú Y Nguyễn Sợi thì mình sẽ tư vấn cho kỹ lưỡng hơn một cách nó hiệu quả nhất. Chúc anh Trương Văn Đoàn chăn nuôi được thành công rồi, xin chào.